Chốt lựu đạn có thể kéo ra bằng răng không. Lựu đạn được thiết kế để đảm bảo mọi binh sĩ từ bình thường đến lực lưỡng đều có thể rút chốt dễ dàng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên rất ít người có thể rút chốt bằng răng. Vì một quả lựu đạn theo tiêu chuẩn phải dùng tới ít nhất 3 đến 5 kg lực kéo để có thể tháo chốt. Nó tương đương với việc bạn dùng răng nhấc một xô nước 5 kg vậy. Hãy cẩn trọng khi làm điều đó vì răng của bạn có thể rơi xuống xô nước bất cứ khi nào.